Xin chào các bạn. Trong chương tiếp theo của mình đó là về vấn đề đào tạo những cái nhân sự kế nhiệm trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp vững mạnh hàng đầu thì bản chất của họ đều có một đội ngũ nòng cốt, cán bộ lãnh đạo tâm huyết với sứ mệnh của công ty và cùng nhau trải qua những cái giai đoạn này. Cái điều này có thể đánh động bạn rằng là nếu như bạn đang có một cái tầm nhìn, một cái sứ mệnh và mong muốn xây dựng một doanh nghiệp nòng cốt lâu dài, một cái doanh nghiệp lâu dài thì hãy bắt đầu xây dựng cho mình một đội nhóm, mình hay còn gọi nhỏ nhỏ là kiểu core team. Thì trong bất kỳ một cái tổ chức nào thấy bạn sẽ thấy rằng là chỉ có 20% hoặc thậm chí là ít hơn 20% số người, những cái người mà thực sự là bạn sẽ trực tiếp làm việc cùng và chiếm đến 80% sự hoàn thành của một công việc. Thì trong một doanh nghiệp cũng như thế, tại doanh nghiệp của mình hiện tại cũng có khoảng một cái đội lãnh đạo khoảng tầm tầm xấp xỉ 10 15 người, và 10 15 người này sẽ nắm toàn bộ tất cả các công việc của công ty và để triển khai tới các cái cán bộ nhân viên. Thì trong 10 hay 15 người này, đối với Alibaba hay là con mắt của người Trung Quốc nhìn chung thì họ cần 3 điều và tiên quyết và không thể thiếu dù là một trong 3 điều này. Điều thứ nhất là tầm nhìn, thứ hai là tấm lòng và thứ ba là thực lực. Với ba cái điều này để phân tích rõ hơn, tầm nhìn ở đây á, nó đang chỉ về vấn đề là cái khả năng nhìn xa trông rộng lên kế hoạch tổng quan và triển kế hoạch tổng quan và có cái khả năng mà giao việc làm việc với người khác. Thì người lãnh đạo hơn những cái người khác không phải là ở cái khả năng thực thi, mà cái khả năng thực thi này là khi bạn có công việc của bạn hoàn thành, nó ở cái thực lực, cái khả năng quản lý con người và cái khả năng mà đưa ra một cái kế hoạch tổng thể rất là lớn. Và cuối cùng, một trong những điều mà không bao giờ thiếu ở trong đặc biệt là nền văn hóa Á Đông, đó là tấm lòng, tức là con người này có một cái tư cách, một cái đạo đức hợp lý, hợp lòng người. Trong lịch sử của Trung Quốc hay lịch sử của Việt Nam có rất nhiều những câu chuyện mà những nhà lãnh đạo thì đều là những người có một cái tấm lòng, một cái tấm lòng thực sự rất là bao dung, rộng lượng và lớn và vĩ đại, và họ nghĩ cho cả một dân tộc, họ nghĩ cho cả một tổ chức. Và những cái người này họ có thể có một cái nhìn tổng quan rất là tốt để đưa ra được cái bức tranh tổng thể và cái hướng đi mục tiêu đến cho cả cái đội nhóm đấy. Và họ dùng cái thực lực của mình, ở đây là cái năng lực của mình khi mà họ điều hành quản lý để đưa thành công đến cho cả đội nhóm. Thì thiếu một trong ba điều này thì bạn sẽ không thể là một nhà lãnh đạo được. Ví dụ như nếu bạn thiếu thực lực thì bạn sẽ không thể triển khai được cái công việc đấy và sẽ không có được sự đồng thuận hay là sự hỗ trợ của nhân sự. Nếu bạn không có được tấm lòng thì người ta phục bạn về mặt kỹ năng, phục bạn về mặt năng lực nhưng họ lại không phục bạn về mặt đạo đức, thì bạn sẽ giống như kiểu là nó là một cái mối quan hệ mà một chiều và gần như chỉ có thể duy trì trong một thời gian mà thôi. Đối với một người mà không có tầm nhìn thì bạn hoàn toàn phù hợp với vị trí quản lý cấp trung hoặc là vị trí nhân viên, bởi vì bạn sẽ thực hiện được cái công việc đấy với một cái mối quan hệ tốt nhưng lại không có khả năng điều hướng cho cả một tổ chức. Và cái vị trí này là một cái vị trí xuất sắc, tức là khi mà bạn lên một cái vị trí lãnh đạo thì bạn thường là một người giỏi hơn người khác ở một điểm gì đấy và nó không hề dễ dàng. Nhưng mà cái điều này thì càng không phải để cho bạn tự tin, chứ không phải để cho bạn, cái người lãnh đạo có khả năng kiểu quá tự hào, tự cao về bản thân mình, mà càng có những cái điều này thì bạn càng có nhiều cái trách nhiệm hơn. Trong cái một cái bộ phim mà mình đã từng xem, chắc các bạn cũng đã biết, có một câu nói rất là nổi tiếng của chú của Peter Parker là Spider-Man đã từng nói rằng là quyền lực càng nhiều thì trách nhiệm càng cao. Khi bạn ở vị trí lãnh đạo thì cái vị trí này không hề sung sướng gì hết, bạn sẽ phải gần như là bạn lãnh đạo là nô lệ của nhân dân ấy, lãnh đạo là nô lệ của nhân viên, bạn phải thực thi, bạn phải làm hài lòng, bạn phải làm tất cả để cho nhân viên của mình có thể phục và làm việc. Và nếu như chỉ chìm đắm trong cái thành tích của bản thân thì những cái thành tích của bản thân, thành tích xưa cũ khi bạn còn là nhân sự, thì cái đội nhóm của bạn sẽ mất đi hào khí, nhuệ khí và sẽ khó để vượt qua được cái chướng ngại vật mới. Một người lãnh đạo là người có phải luôn luôn đưa ra được cái mục tiêu mới và tầm nhìn mới, cứ đi tiếp như thế và cứ hết mục tiêu này thực hiện được thì lại đặt ra mục tiêu tiếp theo. Và một doanh nghiệp thì nó vận hành phức tạp hơn rất là nhiều những gì bạn nghĩ chỉ về một tổ chức đơn giản. Mà cái doanh nghiệp này càng có những cái chuyên ngành tỉ mỉ thì cái lãnh đạo đấy càng gần như là càng phải giỏi toàn diện về nhiều cái, thậm chí kể cả về những cái chi tiết, những cái chuyên môn, những cái sản xuất đến những cái việc quản lý nhân sự và chuyên sâu hơn. Và ở Alibaba thì luôn luôn có một cái mô hình đào tạo người kế nhiệm, đó là một kèm một, là người sau sẽ phải kèm một người tiếp theo để đi lên, ở bất kỳ trường hợp nào mà khi trống cái vị trí quản lý này sẽ có người thay thế ngay lập tức. Và đó, ở Alibaba thì quan điểm rằng là thời kỳ khác nhau thì sẽ có những vị lãnh đạo khác nhau.